Xin chào các bạn. Để dễ dàng chăm sóc những cây hoa phong lan luôn phát triển khỏe mạnh, có rất nhiều nụ hoa. Những nụ hoa phát triển nhanh, hoa luôn tươi đẹp và rực rỡ, giữ trên cành được lâu hơn. Hôm nay tôi chia sẻ cách để một cây hoa lan phát triển được xanh tốt, cây luôn khỏe mạnh, hoa luôn nở nhiều, tươi đẹp và rực rỡ quanh năm. Mỗi tuần, các bạn hãy tưới nước cho cây một lần. Để giúp cho rễ và chất trồng luôn được giữ ẩm, hoa lan sẽ phát triển được rất nhanh. Và để như thế này trong 10 phút. Sau đó các bạn lấy ra. Và đây là nguyên nhân làm cho những cây hoa lan của các bạn không phát triển và không nở hoa được. Các bạn sẽ tưới lại một lần nữa để giúp rửa trôi các cặn muối trắng và những loại phân bón lâu ngày còn tồn đọng bên trong chất trồng và rễ của cây. Nó sẽ giúp cho phân bón mới được dễ dàng hấp thụ qua rễ được tốt hơn. Còn trong những ngày bình thường, các bạn chỉ tưới khi chất trồng khô và chỉ tưới một lượng nước vừa đủ ẩm, không được tưới quá nhiều nước. Khi sử dụng khoai tây, các bạn đừng bỏ phần vỏ này, nó sẽ giúp cho hoa lan phát triển rất nhanh. Trong khoai tây có chứa rất nhiều kali sẽ giúp cho hoa lan phát triển hoa rất nhanh chóng. Và các bạn sử dụng thêm 2 tép tỏi để giúp cho hoa lan của chúng ta không bị nấm. Các bạn cũng cắt nhỏ ra. Các bạn hãy cho tất cả khoai tây và tỏi vào lọ. Cho vào 1 lít nước đun sôi. Và hãy chờ cho nước này nguội. Khi hoa lan mua về, những cây bị yếu ớt, kém phát triển hoặc những cây đã trồng lâu mà không có hoa, các bạn hãy thay chậu cho cây. Và hãy cắt bỏ hết những rễ bị thối này. Và các bạn hãy cắt bỏ những cành bị khô này.
sau khi nước đã nguội, các bạn sẽ lọc vỏ cằn. Và các bạn hãy phun trực tiếp lên những chiếc lá này. Nó sẽ giúp cho hoa lan không bị nấm và côn trùng. Các loại côn trùng như là nhện, diệp, bọ trĩ. Cây sẽ luôn được bảo vệ, phát triển được rất tốt. Hãy áp dụng cách làm này 2 tuần một lần. Hoa lan sẽ phát triển rất nhanh. Các bạn sử dụng vào buổi sáng. Đến chiều những chiếc lá này sẽ khô lại. Sau đó hãy tưới vào gốc của cây. Nó sẽ giúp cho bộ rễ phát triển rất nhanh chóng. Các bạn để như thế này trong 30 phút. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan phát triển rễ rất nhanh. Rễ sẽ luôn khỏe mạnh. Sau đó các bạn hãy sử dụng nước này và lau lá cho những cây hoa lan khi trồng lại. Cây sẽ được phát triển rất nhanh. Những cây bị héo như thế này sẽ được phục hồi rất tốt. Nó sẽ giúp bảo vệ cho hoa lan khi trồng lại sẽ không bị nấm, côn trùng. Và làm sạch lá lan rất hiệu quả. Các bạn sẽ đặt tất cả những chiếc rễ vào đây. Sau đó hãy cho nước này vào. Các bạn sẽ để trong 30 phút và khi trồng lại thì rễ mới sẽ được phát triển rất nhanh. Sau 30 phút các bạn lấy ra và hãy đặt những cây hoa lan này ở những nơi có ánh sáng. Cây sẽ phát triển được rất nhanh. Cành hoa mới sẽ được hồi sinh dễ dàng hơn. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan phát triển rễ rất khỏe mạnh. Giúp cho cây tăng đề kháng, phát triển được tốt hơn. Hoa sẽ luôn nở nhiều, tươi đẹp và rực rỡ hơn.
các bạn có thể xem bằng những phụ đề mà mình đã có chia sẻ trên kênh. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.